Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gọi là tăng tốc cho xe VO mà sử dụng cái phiên bản mới nha, sử dụng cái thẻ từ nhỏ này. Hiện tại là xe VO đang ở chế độ mặc định, là khi mà mình rồ ga lên giống như đợt trước là nó vẫn sẽ kêu tin 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 khi vượt quá cái kim đồng hồ này nè, vượt quá mức màu đỏ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tắt như thế nào. Đầu tiên là mình bóp hai tay phanh, một tay phanh bên tay trái và hai nút này, không bóp tay phanh bên tay phải nha. Nó sẽ phát ra tiếng kêu. Lên ga. Nhớ dặn ga nha, bên tay phải nha, và là phát ra tiếng kêu là khi nào tiếng kêu nó ngừng á thì mình sẽ dùng cái thẻ từ này mình tắt. Rồi mình dùng cái từ này mình tắt, rồi bắt đầu mình mở lại, vẫn giữ tay phanh nhé. Thả ra. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ test lại coi nó là còn tiếng kêu tin 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 không ha. Hết rồi nha các bạn, hết tiếng kêu tin 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 rồi nha. Đây là cái cách mới của CVO đời sau này, sử dụng cái thẻ từ nhỏ. Hồi lúc trước á, là sử dụng thẻ từ lớn á, là mình phải bóp chặt hai phanh và nhấn hai nút, nhưng mà giờ sử dụng thẻ từ nhỏ này là mình chỉ cần bóp phanh bên tay trái và nhấn hai nút và dặn hết ga thôi. Đấy các bạn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp Khi mà lại. nó kêu tinh tinh là mình tắt.